Nhi và các bạn thân mến, sáng thứ năm ngày 24 tháng 5 năm 2024, chúc quý vị một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trong mấy ngày vừa qua có rất là nhiều anh chị, cô chú, bác, em út, bạn bè hỏi Tony cái khăn ở đâu rồi, những cái khăn mà limited của Tony Lê ở đâu rồi. Nhắc thì có đây, hôm nay cho quý vị thấy cái khăn của Tony Lê đây. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng, nhanh, gọn lẹ và nổi bật trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất liên quan tới một cái thông tin giật gân giật cốt trên cái đất nước Mỹ này vào ngày hôm qua, từ cái ông giàu nhất quả địa cầu, đó là ông Elon Musk. Và cái thông tin này, quý vị nào đang sở hữu xe điện, cẩn thận củi và lửa, coi chừng quý vị không có cái chỗ để ghim vào để sạc, đó là như thế này. Ông này ổng hay làm cái chuyện giật gân giật cốt. Sau khi ông ta đi Trung Cộng và trở ngược lại đất nước Mỹ, vào buổi chiều ngày hôm qua ông ta ra lệnh sa thải toàn bộ đội ngũ sản xuất chạm sạc. Tức là bây giờ xe điện thì dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái chạm để sạc. Mà bây giờ ông ta bán xe điện mà ông ta không sản xuất ra cái chạm sạc, vậy thì chúng ta chọn ở chỗ nào để sạc? Thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Đây là một cái thông tin giật gân nha quý vị. Không biết mai mốt trong tương lai quý vị sạc ở chỗ nào đây? Rồi nội dung và lý do tại sao ông ta sa thải toàn bộ luôn, nguyên cái đội ngũ luôn. Ok, không biết vì sao và tại sao. Sau khi gặp chủ tịch tập xong, ông này ông làm cái tin giật gần quá. Và nội dung thứ hai, những ai mà đang sở hữu cổ phiếu Tesla cũng cẩn thận nha. Sau cái thông tin này coi chừng ngày hôm nay nó rớt banh xà rồng đó. Nội dung thứ hai liên quan tới 19 tiểu bang. Người Việt trên cái đất nước Mỹ này, 19 tiểu bang, những ai mà đang sở hữu trong nhà cái hạt ốc chó. Dịch ra tiếng Việt Nam nó gọi là hạt ốc chó. Cái tiếng Mỹ nó gọi là walnut, ok. Và cái công ty sản xuất cái hạt này là ở California. Vào ngày hôm qua mới vừa ra một cái thông tin khẩn cấp là thu hồi lại tất cả các hạt ốc chó 19 tiểu bang. Tại vì nó gây chết người, gây bệnh hoạn, gây tào lao, mới lao nó nhiễm E. coli. Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Và nội dung cuối cùng liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Vào ngày hôm qua, sau khi giành đai pháo đài Lâm Nguy, Tổng thống Ukraine ra lệnh khẩn cấp rút lui và ẩn cư chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi cái thứ này từ nước Mỹ. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ nha, để ủng hộ tinh thần cho Tony cũng như là channel. Và quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký thì please nhấn nút đăng ký để channel của Tony Lê cũng như là cái nhóm Tony Lê đạt được cái mục tiêu là từ đây đến mùa hè 300.000 subscriber. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Thì trong suốt thời gian vừa qua 6 tháng này, cái gói viện trợ cho Ukraine tại Quốc hội Mỹ nó bị ứ động, ùn ứ và không có giải quyết. Cho nên trong suốt 6 tháng vừa qua, chú Buri đã quánh tưng bừng khói lửa vào đất nước Ukraine và chiếm được rất là nhiều ngôi làng, thành phố, và đã dồn quân đội Ukraine vào một cái bước nó gọi là tiến thối lưỡng nan. Quánh cũng không xong mà chống cự cũng không ổn, tại vì không có vũ khí, không có tiền bạc, không có quả tiễn, tên lửa, vân vân và vân vân. Ok, cho nên trong suốt thời gian vừa qua, giành đai pháo đài mà chống cự của bên phía Ukraine đã bị lâm nguy. Vào ngày hôm qua buổi chiều, chính thức bị lâm nguy, tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh khẩn cấp rút lui và ẩn cư chờ đợi. Hiện tại bây giờ tổng thống Zelensky tuyên bố là cần một cái tăng tốc đáng kể trong cái việc chuyển giao vũ khí từ các nước NATO. Ok, tức là bây giờ Quốc hội Mỹ thông qua rồi, nhưng mà cũng phải mất một thời gian, 61 tỷ đó, vũ khí đó mới đến tay Ukraine. Mà trong thời gian mà chậm chạp như thế này á, thì coi như Ukraine nó mất nước rồi quý vị ơi. Rồi đó là những gì mà ông ta la làng la sớm ngày hôm qua. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó liên quan tới cái chuyện vào ngày hôm qua, đùng một cái buổi chiều, ông CEO của hãng xe Tesla, đó là ông Elon Musk, ông mới vừa đi Trung Cộng về. Khi ông qua Trung Cộng thì cổ phiếu ông từ 150 đô la giọt lên 190 mấy đô la. Okay. Đùng một cái, vào ngày hôm qua ông ta trở ngược lại đất nước Mỹ. Ông ta chơi một cái thông tin giật gân giật cốt. Sau khi sa thải mấy chục ngàn nhân viên rầm rộ, thì bây giờ tới khi ông ta sa thải toàn bộ đội ngũ xây cái trạm sạc xe hơi điện. Tức là ông ta bán xe hơi ra thì dĩ nhiên ông ta phải sản xuất luôn cái trạm sạc. Alright. Thì đó là những gì mà ông ta đã làm trong suốt thời gian nhiều qua. Nhưng hiện tại bây giờ thì cái trạm sạc trên cái đất nước Mỹ này còn rất là ít, thiếu thốn rất là nhiều. Đó là lý do tại sao xe điện nó chưa có thịnh hành.
Tại vì người mua người ta hoang mang là trời ơi đang chạy giữa đường mà hết điện không biết chọc vô đâu chà. Đấy. Thì cái này đáng lẽ ông ta phải sản xuất nhiều thêm nữa nộp, mà bây giờ ông ta lại sẽ phải nguyên một cái đội ngũ sản xuất ra cái chạm xe điện này. Cho nên trong tương lai quý vị nào đang sở hữu xe điện có thể không có cái chỗ để chạy, đang thiếu hụt chạm sạc, mà bây giờ ông ta còn sa thải nhân viên, sa thải cả một cái đội ngũ luôn, giờ không biết trong hãng Tesla ai sản xuất ra cái chạm xe điện này. Vào ngày hôm qua tại thành phố Austin, tiểu bang Texas, đây là cái headquarter của hãng xe Tesla. Ok, ông Elon Musk tuyên bố sa thải toàn bộ đội ngũ xe chạm xe hơi điện, chạm sạc xe hơi điện của hãng này, theo đài ABC7 cho biết. Thì hiện tại bây giờ nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Tesla loan báo sa thải như vậy, không biết là lý do gì sao gần 1.000 người đã bị sa thải quý vị ơi. Không biết lý do tại sao ông ta đi Trung Cộng về ông ta lại sa thải như thế này, ai đồng nổ. Quý vị nào đang giữ cổ phiếu Tesla cẩn thận củi và lửa nha, bây giờ mình không biết đường đâu mình rờ nha. Ông này ba hồi ổng giật, ba hồi ổng bỏ, ba hồi ổng lấy, ổng biết đường đâu rờ. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, đây liên quan tới cuộc sống người dân Mỹ, đặc biệt là sức khỏe của chúng ta. Thì vào ngày hôm qua, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của đất nước Mỹ, gọi tắt là FDA, mới vừa công bố là tại thành phố Cape Valley, tiểu bang California, một công ty ở cái nơi này chuyên sản xuất về cái hạt, nó gọi là hạt ốc chó, hạt ốc chó dịch ra tiếng Mỹ là walnut. Ok, và hiện tại bây giờ cái hạt này nó ở trong 19 tiểu bang, chút xíu nó Tony Lê sẽ đọc 19 tiểu bang đó. Thì cái hạt này cũng có rất là nhiều người Việt ưa thích để ăn. Okay. Hiện tại bây giờ thì cái công ty này nó đang thu hồi lại tất cả những cái hạt nó bán ra trong cái 19 tiểu bang này, tại vì nó bị nhiễm cái vi khuẩn, cái virus E. coli. Và cái virus E. coli này nó có những cái triệu chứng sau đây. Đây, những ai mà đang có triệu chứng này nên đi gặp bác sĩ. Và sau đây là những cái triệu chứng mà khi mà quý vị bị mắc cái vi khuẩn E. coli từ cái hạt walnut này, quý vị nghe kỹ đây. Thứ nhất là sẽ gây cho quý vị bị bệnh tiêu chảy. Thứ hai là trong phân có máu. Và đặc biệt một điều là sau khi mà những người nào mà có sức đề kháng mạnh á, thì sẽ khỏe mạnh 1-2 tuần lễ sau. Okay. Còn nếu những người nào mà có sức đề kháng yếu á, là sẽ dẫn đến suy thận. Okay. Và sau đó dẫn tới tổn thương nội tạng trầm trọng và dẫn đến qua đời. Okay. Thì trong đó có nhiều trẻ em và người cao niên trong thời gian vừa qua đã bị cái vi khuẩn E. coli này và đã dẫn đến tử vong. Cho nên vào ngày hôm qua, FDA có cái lý do tin rằng hiện tại bây giờ có khoảng trên 300 location bán lẻ ở các tiểu bang này đang bán hạt ốc chó và có thể gây ra những cái bệnh. Ok, cho nên đây là 19 tiểu bang, quý vị nghe kỹ nha. Tiểu bang thứ nhất là Alaska, tiểu bang thứ hai là Arkansas, tiểu bang thứ ba là Arizona, tiểu bang thứ tư là California. Dĩ nhiên là cái nơi này nó sản xuất ra mà. Tiểu bang kế tiếp là Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Louisiana, Montana, Nebraska, New Mexico, Nevada, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington và Wyoming. Những người bị ảnh hưởng trong cái đợt bùng dịch sinh sống tại California và Washington, tức là nhiều người bị nhiễm cái này vì ăn cái hạt này là tại California và Washington. Ok, thành ra bà con cẩn thận củi và lửa. Đó là những gì mà FDA đã công bố báo động vào ngày hôm qua nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ năm, tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình của các hãng xe Tesla, đặc biệt là cái này nó liên quan tới cái túi tiền đó quý vị. Tại vì rất là nhiều người Việt của chúng ta trên cái đất nước Mỹ này đang sở hữu cổ phiếu Tesla. Thì trong thời gian 6 tháng vừa qua, cổ phiếu Tesla nó cũng te tươi như cái tàu lá chuối, từ 260 đô la mà nó sụt xuống còn có 150. Ok, vì bây giờ ông Elon Musk hôm qua ông gặp ông vua xong á, ông vua tập xong giờ lên đến 190, giờ rớt nữa là tại vì ông này ông sa thải quá trời. Ở trong thời gian vừa qua sa thải nhân viên mấy chục ngàn người, bây giờ tới sa thải luôn cả đội ngũ làm ra cabin. Ok, gây cấn quá, không hiểu lý do gì sao luôn. Chút xíu nữa Tony Lê cập nhật, nếu mà biết được lý do Tony Lê sẽ chia sẻ với bà con nhé, để bà con biết đường mà mua cổ phiếu hay là bán cổ phiếu. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ năm, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình. Thì tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều, nhớ đừng quên bấm like, nhấn nút chia sẻ, và bà con nào đăng ký thì
Please, chưa đăng ký thì đăng ký để ủng hộ tinh thần cho tôi này nha. Have a good day. Thank you.